Nữ DJ quyến rũ Kim Lee đang là cái tên hot nhất trong giới siêu giò hiện nay khi cô nàng xuất hiện trong chương trình Bling Empire. Show truyền hình về những người siêu giàu châu Á sống ở Los Angeles, Mỹ khi sở hữu khối tài sản trị giá 10 triệu USD. Ngoài ra, cô từng được tạp chí FSM bình chọn là người phụ nữ sexy nhất thế giới năm 2011. Kim Lee còn được mệnh danh là Kim Kardashian châu Á nhờ ngoại hình xinh đẹp, nóng bỏng. Nữ DJ gốc Việt khiến giới trẻ sửng sốt, choáng ngợp trước cuộc sống sang chảnh cùng những thành tựu đáng mơ ước ở tuổi 32. Người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới. Kim Lee sinh năm 1988, là con lai mang hai dòng máu Việt Pháp nhưng sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Có mẹ là người Việt, hiện cô sống cùng mẹ và bố dưỡng Daniel Siegel, một tiểu thuyết gia kiêm biên kịch người Pháp nổi tiếng. Theo nhiều nguồn tin, Kim Lee thành thạo cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Theo trang SCMP, giá trị tài sản ròng của mỹ nhân gốc Việt Kim Lee ước tính khoảng 10 triệu USD Mỹ, khoảng 230,5 tỷ Việt Nam đồng. Khác với những khách mời khác trong Bling Empire, sự giàu có của Kim Lee là chính tay cô tạo ra mà không phải thừa hưởng từ bố mẹ. Rốt cuộc, cô đã có khởi đầu như thế nào? Cô đặt chân vào ngành giải trí bằng nghề người mẫu. Năm 18 tuổi, cô thử vận may bằng cách gửi hồ sơ đến xin thực tập tại một công ty người mẫu có trụ sở ở Los Angeles. Kim Lee ghi điểm với gương mặt sắc sảo, đầy khí chất, thân hình cao ráo với làn da nâu khỏe khoắn, đôi chân dài miên man và những đường cong bốc lửa. Ngoại hình nóng bỏng của chân dài gốc Việt khiến cô được nhiều người ví như phiên bản khác của Kim Kardashian hay Kylie Jenner. Bày tỏ về sự so sánh này, Kim Lee thẳng thắn: "Tôi vẫn tự cho là mọi người đang khen mình khi họ gọi tôi là Kim Kardashian châu Á. Lúc thì tôi lại được gọi là bản sao của Kylie Jenner và cố gắng trở thành cô ấy. Với tôi thì Kylie rất đẹp, nhưng những ai đã biết về tôi nhiều năm sẽ nói rằng tôi đã có diện mạo này từ lâu, trước cả khi Kylie Jenner nổi tiếng cơ. Tuy nhiên, tôi không phiền lòng về những danh xưng này đâu." Với vẻ đẹp hút hồn của mình, thay vì vị trí thực tập sinh, công ty trên cho rằng vẻ đẹp của Kim Lee xứng đáng được xuất hiện trước ống kính. Và từ đó, cô đã sải bước trên sàn diễn thời trang của các nhà mốt danh tiếng và xuất hiện trên các tạp chí FSM, Maxim, Elle, The Sport, Hip Hop Quickly, Vanity Fair, Sport Illustrated và Elle, v.v. Không chỉ thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa của loạt ấn phẩm danh tiếng, Kim Lee còn từng được tạp chí FSM phiên bản Singapore xếp đầu danh sách 100 phụ nữ quyến rũ nhất thế giới năm 2011. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Women Fitness hồi 2017, sao nữ xinh đẹp cho hay: "Tôi từng nghĩ rằng họ đã mắc sai lầm, nhưng tất nhiên tôi rất vinh dự khi được vinh danh ở vị trí đó." Thành thật mà nói, việc đứng đầu danh sách của FSM không chỉ được xếp theo tiêu chí ngoại hình mà còn dựa vào tính cách và nhiều yếu tố khác. Thành công trong nghề người mẫu giúp Kim Lee thu về khối tài sản không nhỏ, nhưng cô vẫn không thực sự hứng thú với công việc trên. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Inquirer Singapore, Kim Lee nói: "Tôi thật sự không coi mình là người mẫu, mặc dù tôi đã chụp ảnh cho khá nhiều tạp chí." Nhờ vẻ đẹp nóng bỏng, nữ DJ gốc Việt được mời tham gia MV của các ca sĩ Katy Perry, Aaron Pharoah, Jason, Florida, v.v. Đây cũng là bước mở đường cho cô lấn sân sang phim ảnh. Trước Bling Empire, người đẹp 33 tuổi từng còn góp mặt trong tác phẩm điện ảnh nổi tiếng là Speed Dating và nhận vai nữ vũ công gợi cảm trong The Hangover 2. Mỹ nhân 32 tuổi theo đuổi phong cách thời trang nóng bỏng, gợi cảm giúp cô phô diễn lợi thế hình thể. Nữ nghệ sĩ đa năng khiến dân mạng trầm trồ khi diện loạt đồ hiệu đẳng cấp, những bộ cánh sành điệu, thời thượng lại khiến đám đông suýt xoa trước những khoảnh khắc check-in sang chảnh trong những bộ đồ tắm bốc lửa. Trên trang Instagram, Kim Lee có hơn 644.000 lượt theo dõi. Cô khiến dân mạng choáng ngợp với cuộc sống sang chảnh, xa hoa với nhà xịn, xe sang, đồ hiệu cùng những chuyến du lịch đắt đỏ khắp thế giới. Cô trở thành hình mẫu được giới trẻ theo đuổi, xinh đẹp, tài năng và giàu có. Sự nghiệp DJ hái ra tiền. Không hài lòng với công việc người mẫu và diễn viên, DJ sinh năm 1988 tìm kiếm cơ hội mới trong lĩnh vực âm nhạc. Mẹ cô vốn là nhạc công piano, do đó Kim Lee được tiếp xúc với các loại đàn từ nhỏ. Lớn lên, cô vẫn chăm chỉ luyện piano và học thêm về âm nhạc. Với sự giúp đỡ của Apro Diab, thành viên nhóm The Black Eyed Peas, Kim Lee đã làm quen với môn DJ. Cô theo học tại Học viện Scott DJ ở Los Angeles và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu âm nhạc. Nhiều ý kiến cho rằng, thế giới của các DJ vốn do nam giới thống trị, nhưng Kim Lee đã vươn lên giành được vị trí top đầu. Cô cùng một nữ đồng nghiệp tên Kate Nova đã thành lập đôi DJ Kim Cat. Hai người đi lưu diễn nhiều nơi trên thế giới và dần giành được chỗ đứng vững chắc trong ngành âm nhạc nói chung, giới DJ nói riêng. Chia sẻ với Netshark, Kim Lee thừa nhận, xuất thân là người mẫu của FSM và Maxim, âm nhạc đã giúp tôi chuyển mình.
cô kiếm được 20.000 USD cho mỗi buổi diễn. Ngoài ra, còn có thu nhập từ việc làm người mẫu sản phẩm, chụp tạp chí. Trên trang cá nhân, người đẹp lại thường khoe ảnh chụp bên siêu xe đắt đỏ, du thuyền sang trọng hay các chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Với danh tiếng có từ nghề DJ, từ năm 2019, Kim Lee được chọn làm host chương trình Joy MTV Grab Asia cùng rapper kim nhạc sĩ người Singapore Jung Raya. Joy MTV Grab là chương trình khởi nguồn từ Mỹ và châu Âu từ thập niên 1980. Chương trình được coi là nơi hồi sinh cho nhạc hip-hop. Trên kênh MTV mở rộng thị trường, phiên bản mới của chương trình trở thành nơi nâng đỡ, bệ phóng cho các rapper tài năng ở châu Á. Thông qua chương trình, Kim Lee có cơ hội tiếp xúc, làm việc cùng nhiều ngôi sao âm nhạc thế giới. Trong đó có cả huấn luyện viên rap Việt Showboy. Kim Lee chia sẻ với Today Online về công việc host chương trình âm nhạc. Tôi cảm thấy âm nhạc đang thay đổi. Nhạc dance đã thành công và thị trường đang dần nghiêng sang hip-hop. Chương trình giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn hip-hop châu Á là gì. Khi được hỏi làm sao để có thể làm tốt nhiều vai trò, người mẫu, DJ, nghệ sĩ piano, nhà sản xuất, doanh nhân cùng lúc, Kim Lee bộc bạch. Tôi thích cảm giác bận rộn và nghĩ rằng do hiện tại đang được làm những gì mình thích nên tuy bận rộn nhưng tôi rất vui. Tôi thích thử thách bản thân với những điều mới mẻ. Điều mấu chốt là phải biết cân bằng tất cả. Tuy điều này khá khó với tôi nhưng tôi vẫn sẽ nỗ lực thực hiện. Năm 2013, cô từng về Việt Nam tham gia cuộc đua kỳ thú cùng DJ Pharrell Phương. Cả hai đã có cơ hội khám phá văn hóa, con người tại quê nhà, đồng thời trải qua nhiều trải nghiệm khó quên. Thời điểm đồng hành cùng chương trình, Kim Lee cho biết cô rất bất ngờ nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả. Thậm chí, người đẹp từng tiết lộ, fan Việt đã nhắn qua trang cá nhân của cô, bày tỏ sự tiếc nuối, buồn bã khi Kim cùng đồng đội phải rời chương trình. Nhắc đến quê hương, Kim Lee từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. Tôi thích được nhìn ngắm Việt Nam. Có rất nhiều thứ mà mọi người vẫn chưa thấy và biết về đất nước tôi. Đó là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở hiện tại. Sau nữ 9X từng nhiều lần về Việt Nam biểu diễn, đồng thời mong muốn sớm có cơ hội trở lại đất mẹ. Mỹ Nhân 8X chia sẻ, cô muốn trở thành hình mẫu lý tưởng cho nhiều phụ nữ hiện đại, truyền cảm hứng tích cực cho mọi người.